ơi, hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người một bài tập yoga đơn giản dành cho người mới bắt đầu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào bài khởi động. Chúng ta sẽ duỗi thẳng hai chân về phía trước. Hai tay mình sẽ chống hai bên và giữ cho lưng mình thẳng, hai chân của mình sẽ khép lại và ta xoay tròn cổ chân từ trái sang phải. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và ta xoay ngược lại. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 và ta duỗi mũi chân về trước và co mũi chân lại. 2 duỗi co, 3 duỗi co, 4 duỗi co, 5 duỗi co, 6 duỗi co, 7 duỗi co, 8 duỗi co, 9 duỗi co, 10 duỗi co và ta thả lỏng chân, tách rộng bằng vai, lắc nhẹ cổ chân. Ta ôm gối phải lên, hai tay mình đặt dưới nhũn chân, ta xoay tròn khớp gối từ trái sang phải. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và ta xoay ngược lại. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ta đặt bàn chân phải mình sát vào người trái, lòng nắm mát xa lòng bàn chân. Và ta đặt sát chân vào khớp háng bên trái và ta nhịp nhẹ mũi bên phải. Chân phải về phía trước, lắc nhẹ, ta gập chân phải ra sau, duỗi chân phải về phía trước. Tương tự như chân phải, ta sẽ ôm chân trái lên và xoay tròn khớp gối. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ta xoay ngược lại. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 và ta đặt lên đùi phải, massage làm nóng lòng bàn chân. Sát chân vào đùi phải, nhấc nhẹ gối bên trái. Và ta duỗi chân trái về phía trước, ta lắc nhẹ cổ chân và gập chân trái ra phía sau. Duỗi chân về phía trước, ta thu hai chân vào, lòng bàn chân úp lại với nhau, hai tay đặt dưới mũi chân và ấn gối hai bên, ta nhấc nhẹ tư thế cánh bướm. Ở tư thế này mình cố gắng mình giữ thẳng lưng, nhấc nhẹ gối hai bên. Xong mình sẽ khép hai chân lại, mình ngồi và giữ cho hai gót chân của mình nó sẽ là một đường thẳng. Sau đó mình ngồi thẳng lưng, hai tay của mình sẽ đan lại và ta xoay tròn cổ tay từ trái sang phải. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và ta xoay ngược lại. 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1 Vươn hai tay của mình lên. Lòng bàn tay hướng lên trần nhà, rút cơ bụng lên, giữ vai thẳng, sau đó nhấc nhẹ vai ra phía sau. Và hai tay của mình sẽ vươn ra, đang ngược lại phía sau. Ta giữ lưng thẳng, sau đó nâng khớp vai lên cao, mình nhấc nhẹ vai của mình lên. Và hai tay của mình tháo ra, ta đặt lên vai, ta xoay tròn khớp vai, cố gắng xoay thật chậm cho cùi chỏ sát vào nhau. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và ta xoay ngược lại. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ta đặt tay lên hai gối, ta xoay cột sống từ trái sang phải. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và ta xoay ngược lại. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ta dừng lại và ta ngồi thẳng lưng, ta giữ thẳng cổ và ta xoay cổ từ trái sang phải. 1 2 3 4 5 Ta xoay ngược lại. 5 4 3 2 1 Ta dừng lại, ta xoay cổ trái sang phải một cái, và ta xoay ngược lại một cái nữa. Và từ từ ta mở mắt nhìn xuống sàn nhà, ta mở to mắt ra. Và bài tập khởi động của mình đã kết thúc. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi đến bài hít thở nha mọi người. Và tiếp sau đây mình đã khởi động xong và mình sẽ đi đến bài hít thở. Đầu tiên thì hai tay của ta sẽ thủ ấn, ngón trỏ và ngón cái sẽ chạm nhẹ vào nhau. Mình đặt nhẹ nhàng lên gối hai bên. Mình giữ lưng thẳng. Đầu tiên ta nâng cằm lên. Hít vào, ta phình bụng ra. Cúi mặt xuống, cằm chạm vòng cổ, ta hóp bụng vào, thở ra. Lần hai, nâng cằm lên, ngã ra sau, phần bụng ta hít vào. Cúi mặt xuống, hóp bụng, ta thở ra. Lần ba, nâng cằm lên, ngã cổ, hít vào. Cúi mặt xuống, ta hóp bụng, thở ra. Lần bốn, nâng cằm, ngã cổ, hít vào. Cúi mặt xuống, hóp bụng, thở ra. Lần cuối, ta nâng cằm lên, ta ngã ra sau. Lần này ta giữ lại tư thế và rút cơ bụng của mình lên luôn. Giữ lại tư thế, ta sẽ thở ra. Hóp chặt bụng vào, nhắm mắt để thả lỏng cơ mặt.
4 3 2 1 và thật cúi mặt xuống, hóp bụng vào, thở ra, càng chạm vòng cổ ta giữ lại 5 4 3 2 1 ta giữ lưng thẳng, cổ thẳng, mắt nhìn về trung tâm. Ta phình bụng hít vào, ta nhẹ nhàng nghiêng cổ sang phải, hóp bụng thở ra. Trở về trung tâm hít vào, ta nghiêng qua bên trái thở ra, hóp bụng lại. Hai về trung tâm hít vào, nghiêng phải hóp bụng thở ra. Về trung tâm hít vào, ta nghiêng trái hóp bụng thở ra. Lần ba trở về trung tâm hít vào, ta nghiêng sang phải hóp bụng thở ra. Về trung tâm hít vào, ta nghiêng sang trái hóp bụng thở ra. Lần bốn về trung tâm hít vào, ta nghiêng sang phải hóp bụng thở ra. Về trung tâm hít vào, ta nghiêng qua trái hóp bụng thở ra. Lần cuối ta trở về trung tâm, giữ lại tư thế, phần bụng ra tay vào thật sâu và nhẹ nhàng ta nghiêng qua bên phải. Ta giữ lại, hai vai mình thả lỏng, cơ bụng mình hóp chặt vào và nhẹ nhàng ta kéo căng cổ bên trái, nhắm mắt lại để thả lỏng cơ mặt. Ta giữ 5 4 3 2 1 trở về phần bụng hít vào. Ta nhẹ nhàng nghiêng qua bên trái thở ra. Ta kéo căng cổ bên phải, hóp sát bụng vào, giữ 5 4 3 2 1 ta trở về trung tâm. Ta phần bụng hít vào và ta xoay cổ sang bên phải, cằm của mình giữ ngang với vai, hóp bụng vào thở ra. Trở về trung tâm hít vào, ta xoay sang trái thở ra. Hai về hít vào, ta xoay phải thở ra. Về hít vào, ta xoay trái thở ra. Ba về hít vào, xoay phải thở ra. Về hít vào, ta xoay trái thở ra. Bốn về hít vào, ta xoay phải thở ra. Về hít vào, xoay trái thở ra. Lần cuối trở về hít vào, ta xoay sang phải hóp bụng, ta giữ lại tư thế, cố gắng giữ thẳng lưng, xoay cằm ra sau. 5 4 3 2 1 trở về hít vào, ta xoay sang trái thở ra, hóp sát bụng vào, ta xoay cằm ra sau và cố gắng giữ lưng thẳng. 5 4 3 2 1 trở về. Ta nhẹ nhàng mở mắt nhìn xuống sàn và ta mở to mắt ra. Và ta đã kết thúc bài thư giãn. Mình sẽ đi đến bài nghiêng eo và xoay eo.
và mình đi đến bài nghiêng eo và xoay eo nhé. Hai chân của mình sẽ tách rộng ra bằng vai, hai tay của mình sẽ dang ngang, phần bụng ta sẽ đưa hơi vào và ta xoay bên phải, tay trái của mình sẽ đặt nhẹ lên vai phải và ta hót cái bụng của mình sát vào, mắt nhìn theo mũi tay phải, ta thở ra, trở về trung tâm, ta dang ngang hít vào phần bụng, ta xoay sang trái, hót bụng, thở ra, mắt nhìn theo mũi tay trái. Lần hai trở về hít vào, ta xoay sang phải, hót bụng, thở ra, trở về hít vào, xoay trái, thở ra. Lần ba trở về hít vào, xoay phải, hót bụng, thở ra, trở về hít vào, ta xoay trái, thở ra. Lần bốn trở về hít vào, ta xoay phải, hót bụng, thở ra, trở về hít vào, ta xoay trái, hót bụng, thở ra. Lần bốn trở về, ta phần bụng hít vào, ta xoay sang phải, ta giữ lại tư thế, tay trái của mình đẩy vai phải ra sau, hót sát bụng vào, mắt nhìn theo mũi tay phải và ta cố gắng giữ thẳng gối. 5 4 3 một nhịp thở ra, ta lại xoay vai thêm 2 1 trở về hít vào, ta xoay sang trái thở ra, tay phải mình đẩy vai trái ra sau, hót chặt bụng vào. Một nhịp thở ra, ta xoay vai thêm nữa, giữ 5 4 cố gắng giữ thẳng hai gối, 3 2 1 trở về, phần bụng ra hít vào, ta nghiêng eo sang bên phải, hai vai của mình tay phải thả lỏng xuống dưới chân, tay trái ép sát vào mang tay, mắt nhìn lên trần nhà và ta cố gắng mở cái ngực trái của mình lên, giữ thẳng hai gối và cái hông của mình siết lại, thở ra, nâng người lên hít vào, ta nghiêng qua trái thở ra, hót bụng vào, mắt nhìn lên trần nhà bên phải, hai lên hít vào, ta nghiêng qua phải thở ra, lên hít vào, nghiêng qua trái thở ra, ba lên hít vào, nghiêng qua phải thở ra, lên hít vào, nghiêng qua trái thở ra, 4 lên hít vào, nghiêng phải thở ra, lên hít vào, nghiêng trái thở ra, lần cuối lên hít vào, ta nghiêng qua bên phải, hót bụng vào, ta giữ lại tư thế, thả lỏng cánh tay phải, tuột dần xuống chân, ngước mắt nhìn lên trần nhà, mở cái ngực trái của mình lên, hót chặt cơ bụng vào và ta giữ lại, 5 4 3 2 1 ta nhẹ nhàng nâng người lên, hít vào, ta nghiêng qua trái thở ra, hót sát bụng vào, mắt nhìn lên trần nhà, mở ngực, tay trái thả lỏng, giữ lại, 5 4 3 2 1 nhẹ nhàng nâng người lên, hít vào, ta hạ tay xuống, thở ra. Bài tập nghiêng và xoay eo đã kết thúc và ta tiếp tục đi đến bài chính nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ để nhiều người biết đến video hơn. Và đừng quên nhấn thích video, đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.